Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình tham vấn chuyên gia do Trung tâm tin tức Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành thực hiện. Thưa quý vị, liên quan đến việc chọn ngành, chọn trường thì chắc chắn là đối với các bạn học sinh cuối cấp sẽ có nhiều câu hỏi mà các bạn sẽ đặt ra, như là chọn ngành nào thì dễ có cơ hội để đậu vào đại học cao đẳng, hoặc là ngành nào thì sau khi ra trường dễ kiếm việc làm, mức thu nhập ra sao. Bên cạnh đó là nếu như các bạn chọn trường theo sở thích thì liệu là lâu dài nó có hợp với năng lực học tập của các bạn hay không? Thầy cô và cha mẹ đã hướng dẫn cho các bạn theo đúng những con đường và những ngành nghề mà các bạn yêu thích hay chưa? Có thể nói xoay quanh chủ đề ngày hôm nay, đó là hướng nghiệp và việc làm. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với hai vị khách mời của chương trình. Xin mời quý vị cùng gặp gỡ Thạc sĩ Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Giáo dục. Tiến sĩ Nguyễn Tấn Phước, trưởng khoa điện tử Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Cảm ơn thầy cô đã tham gia vào chương trình ngày hôm nay. Và cũng giống như chủ đề của chúng ta, đó là hướng nghiệp và việc làm, thì trước hết thì Lộc cũng xin nhờ cô Nhung trao đổi. Có thể nói là hiện nay có một cái thực trạng liên quan đến vấn đề chọn ngành, chọn nghề và việc làm của các bạn, và đôi lúc nó cũng dẫn đến không ít sai lầm. Cô nhận định như thế nào về vấn đề này? Thật sự là cái việc mà chọn sai lầm cái nghề hoặc là cái ngành thì có lẽ đây là một cái chuyện mà nói hoài mà không bao giờ hết. Một câu chuyện rất dài. Thế nhưng mà bây giờ mình có thể là cô đọng trong ba cái thực trạng mà rất khá phổ biến hiện nay. Cái thực trạng thứ nhất là học sinh á, là rất là chỉ có khi mà chọn ngành được nghề đó thì các em rất là quan tâm đến cái việc đến chỉ nghĩ quan tâm đến cái việc làm sau này khi ra trường. Nó có một cái nguyên nhân đó là do là các em chạy theo phong trào và cứ chạy theo những cái ngành nào mà gọi là thịnh hành. Đó là cái thực trạng thứ nhất. Một cái thực trạng thứ hai là mặc dù cũng có rất nhiều những cái hoạt động liên quan đến hướng nghiệp, nhưng có một cái thực tế là các em học sinh nó ít khi nào mà nó được tiếp cận với các cái chuyên gia thuộc những cái lĩnh vực mà của các cái ngành nghề. Hay nói một cách khác là các em nó chỉ có biết một số các cái ngành hoặc cái nghề nào mà nó quen thôi. Tôi lấy một cái thí dụ là hôm vừa rồi có một đoàn học sinh đến tham quan cái khoa công nghệ sinh học. Thì có một em học sinh sau khi tham quan xong thì em mới nói rằng là thực sự ra là con cũng không bao giờ hiểu được cái ngành quan công nghệ sinh học là cái gì. Nhưng mà hôm nay khi mà đi tham quan, được gặp gỡ với các thầy cô, các cái chuyên gia về cái lĩnh vực này, thì con mới biết rằng là cái ngành công nghệ sinh học thì đã đào tạo một số các cái chuyên ngành mà liên quan đến chăm sóc sức khỏe nè, nông nghiệp nè, quản lý môi trường nè, bào chế thuốc. Và như vậy thì các em nó đã nhìn thấy được là cái cơ hội việc làm. Chứ còn nếu mà cái ngành công nghệ sinh học không thì không hiểu. Nếu mà bình thường chỉ học ở trường cấp 3 thì chắc chắn là các bạn không, rất không khó thể tưởng biết tượng được đâu. Mà thật nó có tới 181 nghề trong cái tự điển nghề nghiệp của Việt Nam mình. Nhưng mà nếu bây giờ tính trên đầu thì các em nó cũng chỉ biết em nào mà được đầu tư đó thì nó cũng chỉ ngồi nó chỉ nói được hơn 30 nghề khá phổ biến ở Việt Nam. Cái điều đó là một cái thực trạng. Một cái thực trạng thứ ba có lẽ là nó là buồn nhất, đó là nó liên quan đến cái quan niệm về nghề nghiệp của xã hội nói chung, của cha mẹ và đặc biệt là của các em học sinh. Hiện nay chúng ta đang có các em học sinh nó đang có một cái quan niệm là những cái nghề nào mà liên quan đến lao động trí óc thì sẽ có danh giá hơn cái lao động chân tay. Cho nên những cái việc công việc, những cái nghề nào mà liên quan đến cái trí óc thì nó nghĩ đến. Một cái thứ hai, cái quan niệm thứ hai là bằng cấp thì dễ tìm được việc làm hơn là chứng chỉ. Và cái thứ ba là gì thì gì cũng phải học đại học. Và nhất là cái phương thức mà xét tuyển, xét học bạ cứ đủ điểm là học đại học mà không cần biết là mình học có được có phù hợp với cái khả năng của mình hay không. Thì đó là ba cái thực trạng mà khá phổ biến. Cho nên là trong cái công tác hướng nghiệp đó, ở đây thời gian không có, tôi chỉ có nói ngắn gọn thôi, tức là chúng tôi hay nhấn mạnh đến với phụ huynh cũng như các quý thầy cô mà làm công tác hướng nghiệp đó, trong những cái chương trình tập huấn và đặc biệt với học sinh, chúng tôi tập trung vào hãy nhớ ba cái nguyên tắc sau đây khi chọn nghề để khỏi bị sai lầm. Nguyên tắc thứ nhất là hãy đánh giá được cái cơ hội của mình. Thế nhưng mà đánh giá cơ hội thì lại phải dựa trên cái nguyên tắc thứ hai là phải dựa trên cái sở thích và khả năng của bản thân. Và một cái nguyên tắc thứ ba là không kém phần quan trọng, đó là không phải cơ hội nào cũng tận dụng. Hay nói một cách khác là phải có một cái kỹ năng nói không với cái nghề không phù hợp với mình, mặc dù nghề đó là nghề đang thịnh hành.
Với những gì cô vừa trao đổi thì rõ ràng là chúng tôi thấy cái việc hướng nghiệp rất là quan trọng. Bởi vì đôi lúc về mặt lý thuyết có những cái công việc mà cần chuẩn bị và những điều mà các bạn có thể định hướng như thế. Nhưng các bạn rất cần có những người có chuyên môn để có thể giúp các bạn có thể định hướng được. Nhưng mà có một cái thực tế hiện nay đó là công tác hướng nghiệp vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Vậy thì theo cô hiện nay đối với cái vấn đề này và cái việc quan tâm cho cái công tác hướng nghiệp này thì nó sẽ có ảnh hưởng như thế nào đối với việc học tập của các bạn học sinh ở giảng đường đại học cao đẳng cũng như là cho việc hướng nghiệp? Khi mà mình hướng nghiệp, mình hay kể cho các em nghe cái câu chuyện này. Cái con lạc đà nó thắc mắc về những cái bộ phận trên cơ thể của nó đó. Thì mẹ nó mới giải thích là sở dĩ mà chúng ta có cái lông mi dài là để có thể che được cái bụi ở trong sa mạc. Chúng ta có một cái bíu ở trên lưng để có thể trữ nước lâu ngày khi đi trên sa mạc. Chúng ta có một cái bàn chân rất là dày để có thể đi vào trong sa mạc nóng mà nhiều ngày. Lạc đà nó nói là, lạc đà con nó nói. Như vậy thì các bộ phận trên cơ thể của chúng ta rất có ích. Thế nhưng mà hiện bây giờ chúng ta đang sống ở trong sở thú thì đâu có cần những cái bộ phận đấy. Như vậy thì nếu mà chọn sai làm ngành nghề thì cũng giống như là lạc đà đó, là có những cái kỹ năng, có những cái khả năng đấy nhưng mà lại ở trong sở thú, mà không phải ở sa mạc. Cho nên là ở đây nó cũng có một cái trách nhiệm của các cái nhà giáo dục trong công tác hướng nghiệp, đó chính là phải xác định cho rõ cái mục tiêu hướng nghiệp, mục tiêu hướng nghiệp và để chuẩn bị cho các em có một nghề nghiệp. Thay vì nhiều năm nay chúng ta chỉ nghĩ đến cái việc là tìm việc làm tốt. Thật ra thì có một nghề, cứ đào tạo một cái nghề vững vàng thì các em có thể tìm được nhiều nghề, tìm được nhiều việc làm. Tức là một ngành có nhiều nghề và một nghề thì có nhiều việc làm. Và đừng bao giờ quên là một cái việc làm đó phải vận dụng cái kỹ năng của nhiều ngành. Đó là cái mục tiêu. Cái thứ hai là cái công tác hướng nghiệp đó, nó không phải là tập trung ở chỉ phổ thông. Đây là một cái công việc mà nó mang cái tính liên tục và kế thừa. Cho nên là nó phải là một cái quy trình đi từ phổ thông cho đến đại học. Và từ đại học thì phải đến cho khi các em vào đời. Nếu mà mình làm đúng là mình phải làm bắt đầu từ khi mà các em định hình được cái nhân cách của mình là lớp 9. Chứ lớp 12 là trễ rồi. Chúng ta phải làm từ lớp 9. Xong hướng, tại vì khi lên lớp 10 là các em bắt đầu nó phân ban rồi. Thì nó sẽ biết rằng là nó đi theo cái hướng đó thì nó sẽ phải tập trung vào những cái kiến thức, những cái kỹ năng. Và từ kiến thức, kỹ năng đó các em sẽ hình thành cái thái độ đối với nghề nghiệp. Dạ vâng. Thưa thầy, và nói về thực trạng nhu cầu của nguồn nhân lực hiện nay, thì về phía trường đại học Nguyễn Tất Thành, chúng ta đã có những cái sự chuẩn bị gì để đáp ứng được nhu cầu nguồn nhân lực của Việt Nam ạ? Thì nếu mà nói về cái thực trạng nguồn nhân lực đó, thì chúng ta thấy đó chính là cái kết quả của việc tuyển sinh và đào tạo. Và trong những cái năm vừa qua, đặc biệt là những năm trước, năm 2014 đó, thì khi thí sinh đăng ký chọn ngành học thì đa số có cái hướng là chọn theo cái khối kinh tế. Và thực tế là có những năm là số lượng sinh viên ra trường đạt cái mức bão hòa và không tìm được việc làm. Và chính Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phải có những cái cảnh báo về cái việc mà chọn lựa ngành nó theo cái số đông và nó không phù hợp với nhu cầu nhân lực của đất nước. Cho nên trong 2 năm vừa qua đó, thì 2014 và 2015 đó, thì cái việc mà chọn lựa ngành học của thí sinh đã có một sự chuyển biến, có cái hướng tích cực hơn. Và nó đang chuyển dịch dần về các cái ngành thuộc cái khối kỹ thuật công nghệ. Đây, đó là cái nói về cái thực trạng. Thì khi nói về cái nhu cầu của những năm sắp tới đó, thì chúng tôi lại thấy là nó có hai cái ý nhỏ cần phải phân tích ra. Ý thứ nhất là trong cái nhu cầu nhân lực chung đó thì có những cái nhóm ngành mà nó có cái nhu cầu nhân lực cao nhất. Thì cụ thể có thể nói là những cái nhóm ngành mà có nhu cầu nhân lực cao trong nhiều năm sắp tới là thứ nhất là kỹ thuật điện tử tự động hóa, thứ hai là kỹ thuật cơ khí, là kỹ thuật xây dựng, công nghệ thực phẩm, công nghệ thông tin. Đây là những cái nhóm ngành mà có cái nhu cầu nhân lực rất là cao và cái nhu cầu đó rất ổn định trong rất nhiều năm. Thì cái ý thứ hai nữa chúng tôi muốn nói là cái tỷ lệ của các cái bậc học, các cái bậc đào tạo để phục vụ cho để đáp ứng cái nhu cầu của các cái nhóm ngành đó nói riêng và các cái nhu cầu nhân lực của tất cả các ngành nói chung, thì theo thống kê thì chúng ta biết là hiện nay nhu cầu đối với cái bậc mà cái trình độ mà lao động phổ thông đó chiếm khoảng là 35%, còn 15% thì yêu cầu là ở trình độ là công nhân kỹ thuật, 20% là trình độ là kỹ thuật viên trung cấp. Và đặc biệt ở đây là bậc đại học, chúng ta muốn nhấn mạnh là hiện nay cần khoảng 30% cái trình độ cao đẳng và đại học và sau đại học.
đó là cái tỷ lệ thống kê về cái nhu cầu đó. Thì để đáp ứng cái nhu cầu và nhân lực trong những năm sắp tới cho các cái ngành mà có nhu cầu cao cũng như là cái tỷ lệ và yêu cầu đó đó, thì trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã có những sự chuẩn bị trong khoảng 5 năm nay. Thì nhà trường đã đầu tư rất nhiều các cái phòng thiết bị thí nghiệm và thực hành cho các cái ngành thuộc cái khối kỹ thuật công nghệ. Cụ thể như là các cái phòng thí nghiệm về công nghệ sinh học, công nghệ hóa học, công nghệ thực phẩm và các cái phòng thí nghiệm thực hành của các cái khoa kỹ thuật điện điện tử, tự động hóa, cơ khí, kỹ thuật xây dựng. Cái việc mà nhà trường chuẩn bị như vậy đó là nhằm phục vụ cho cái việc đào tạo những cái cán bộ kỹ thuật có trình độ cao trong cái nhóm ngành mà được coi là có nhu cầu cao trong những năm sắp tới, và cũng là phục vụ cho cái việc mà đào tạo cho số lượng sinh viên theo học các cái ngành công nghệ này ngày càng đông hơn. Dạ vâng. Và thưa thầy, theo như số liệu thống kê từ phía nhà trường cung cấp cho chúng tôi thì có khoảng từ 95 cho đến 98% các bạn sinh viên từ theo học tại trường Đại học Nguyễn Tất Thành khi tốt nghiệp thì đều có được một cái công việc làm. Thì đây rõ ràng là một cái con số rất là khả quan, và thầy có thể cho biết là do đâu mà chúng ta đạt được cái kết quả như thế ạ? Theo chúng tôi đó là để có được kết quả khả quan đó, đó thì do là nhà trường đã thực hiện đồng bộ và có hiệu quả ba cái công việc mà tôi xin giới thiệu cụ thể tới đây. Thứ nhất là nhà trường đã định hướng nghề nghiệp ban đầu cho học sinh phổ thông. Hàng năm thì nhà trường đều có những cái đoàn tư vấn tuyển sinh, và không chỉ là tư vấn tuyển sinh mà còn kết hợp với những cái cán bộ của Trung tâm Dự báo Nguồn Nhân lực của Thành phố Hồ Chí Minh và của cả nước đi đến các cái trường trung học phổ thông để tư vấn cho các em, để làm sao cho các em có thể chọn cái ngành học. Thứ nhất là nó phải phù hợp với năng lực. Thứ hai là không chỉ là phù hợp với năng lực mà là còn phù hợp với cái nhu cầu lao động của xã hội trong thời gian sắp tới. Đó là cái việc làm thứ nhất. Cái việc làm thứ hai đó là khi mà các tuyển được các em vào trường đó thì nhà trường phải có cái phương thức đào tạo phù hợp với cái yêu cầu của xã hội. Thì hiện nay là nhà trường Nguyễn Tất Thành có một cái phương châm đào tạo là thực học, thực hành, thực danh, thực nghiệp. Và nhà trường chủ trương là đào tạo theo cái hướng là ứng dụng và thực hành cho hai cái bậc đại học và cao đẳng, chứ không có theo cái hướng nghiên cứu. Thì với cái chủ trương đó, đó thì nhà trường đã đang cho các cái khoa chủ động là đưa sinh viên đi, có thể là cho sinh viên đến các cái nhà máy doanh nghiệp để kiến tập giữa khóa và thực tập cuối khóa. Thì với hai cái đợt kiến tập và thực tập đó thì sinh viên sẽ có đủ cái kinh nghiệm thực tế để khi ra trường có thể đáp ứng yêu cầu của xã hội. Và cái công việc thứ ba nữa theo tôi cũng rất là quan trọng là nhà trường luôn luôn tạo mọi cái cơ hội để cho sinh viên có thể tìm được việc làm trong khi đang học ở trong trường những năm cuối. Ngoài ra thì từ hơn 10 năm là trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã thành lập cái câu lạc bộ doanh nghiệp và hỗ trợ sinh viên. Cho nên là với cái trung tâm này đó, cái nhiệm vụ của trung tâm là thứ nhất là giới thiệu cho sinh viên cơ sở thực tập, thứ hai là mời các cái doanh nghiệp đến để tuyển dụng sau khi sinh viên tốt nghiệp. Và hàng năm thì trung tâm quan hệ doanh nghiệp đó còn tổ chức những cái ngày hội việc làm. Và thực tế với những năm vừa qua đó thì chúng tôi nhận thấy là có rất nhiều sinh viên trong những ngày hội việc làm đó đã được các cái doanh nghiệp tuyển dụng và sắp bố trí vào những cái vị trí mà nó đúng cái ngành nghề đào tạo và có mức thu nhập khá tốt. Và liên quan đến công tác đó là hướng nghiệp cho các em học sinh ngay từ khi các em còn ngồi trên ghế nhà trường phổ thông, thì xin được hỏi cô Tuyết Nhung, đó là vai trò của nhà trường từ trường trung học phổ thông và trường đại học có trách nhiệm như thế nào trong quá trình hướng nghiệp, khi mà hiện nay thì học sinh nhận được quá nhiều những thông tin về nghề nghiệp, vậy thì theo cô đâu là biện pháp để giúp cho các em chọn nghề một cách phù hợp với năng lực của bản thân mình ạ? Hiện nay mà trong một cái chương trình rất là dài hơi đó, thì cái chương trình mà hướng nghiệp của chúng tôi, cái chương trình nó phải kiên nhẫn. Nó là sau khi mà các em nó hiểu về bản thân của nó thì nó sẽ chọn ra 3 cái nhóm nghề trên 5 cái nhóm nghề. Thí dụ như hiện bây giờ là cái phổ thông nhất là chúng ta đang trong cái chương trình hướng nghiệp đó, chúng tôi đang nói đến cái nhóm nghề mà liên quan đến ngôn ngữ, liên quan đến phân tích, liên quan đến hình học thiết kế, liên quan đến làm việc với con người, và một cái nhóm cuối cùng liên quan đến ngành của thầy Phước này là thể chất và cơ khí đó. Thì các em nó sẽ làm một cái bài trắc nghiệm để nó biết được là cái sở thích khả năng của nó thuộc về cái nhóm nghề nào. Rồi sau đó nó sẽ tìm ra được 3 cái nhóm nghề nổi trội nhất, 1, 2, 3.
Thì trong từng cái nhóm nghề đó nó sẽ có rất là nhiều nghề để cho các em lựa chọn. Khi mà nó chọn thì mình sẽ hỏi, mình sẽ tìm hiểu xem coi là tính cách của nó có phù hợp với cái nghề đó hay không. Thì cái đó là cái tôi gọi là cái phương án thứ nhất. Một xong rồi từ ba cái nhóm nghề đó nó sẽ chọn ra ít nhất là từ 3 tới 5 phương án để nó chuẩn bị cho một cái kỳ thi hoặc là kỳ xét tuyển. Và cụ thể hơn thưa cô, khi nói về cái sự kết hợp giữa trường đại học mà cụ thể là trường Đại học Nguyễn Tất Thành với các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở thì có những chương trình mà chúng ta đã từng thực hiện như là trải nghiệm đại học, chắp cánh ước mơ rồi giải mã xu hướng nghề nghiệp. Theo cô những chương trình này nó mang ý nghĩa như thế nào trong việc định hướng nghề nghiệp cho các em học sinh và hiệu quả đến nay ra sao? Trước hết thì ba cái chương trình này đó, chương trình trải nghiệm đại học, chương trình chắp cánh ước mơ là cái chương trình mà trường Đại học Nguyễn Tất Thành phối hợp với lại Sở Giáo dục, và cái chương trình giải mã số nghề nghiệp, cả ba chương trình này đều phải nhắm tới một cái mục tiêu thôi. Yeah. Đó là chuẩn bị cho các em chọn được một cái nghề phù hợp. Nếu như ở cái chương trình mà trải nghiệm đại học đó, thì để cho các em có một cái cơ hội tìm hiểu về cái nghề mà mình sắp sửa chọn. Các em có thể là theo học một vài môn, theo học một vài cái môn mà liên quan đến cái ngành nghề đấy để xem coi là mình có phù hợp hay không. Hoặc là các em có thể đến tham quan nhà trường và xin được sống một ngày, được làm một sinh viên để các em có thể hiểu được là một cái phương pháp học đại học nó sẽ như thế nào. Thì trải nghiệm mà, thì những em mà thường mà những em mà nó được tham gia cái chương trình đó đó, khi nó bắt đầu bước vào cuộc đời sinh viên thì nó không có bỡ ngỡ. Yeah. Cái môi trường nó đã từng được biết rồi, nó sẽ không bỡ ngỡ khi nó vào cái môi trường đại học. Thì đó là cái chương trình trải nghiệm đại học. Một cái chương trình thứ hai là cái chương trình chắp cánh ước mơ. Thì đây là một cái sân chơi mà Sở Giáo dục Đào tạo phối hợp với trường Đại học Nguyễn Tất Thành để mà tổ chức trong nhiều năm nay. Thì đây là một cái sân chơi để cho các em mà khi tham gia vào cái sân chơi đó, các em sẽ bày tỏ cái ước mơ của mình. Và khi mà bày tỏ với mọi người thì các chuyên gia họ sẽ lắng nghe. Và khi mà họ lắng nghe ước mơ đó thì cũng có thể là họ sẽ cũng có những người họ sẽ trợ giúp hoặc là hỗ trợ để cho cái ước mơ của các em nó thành hiện thực nếu như các em nó quá khó khăn. Và cũng có thể là có những trường hợp thì các chuyên gia sẽ điều chỉnh cái ước mơ. Yeah. Cho nó phù hợp với cái khả năng của các em. Còn cái chương trình giải mã xu hướng nghề nghiệp, đây là một cái chương trình dài hơi. Yeah. Nó có tới 4 cái bước để chúng ta phải làm. Bước thứ nhất là tìm hiểu về bản thân của mình. Sau khi biết về bản thân của mình rồi thì các em sẽ phải tìm hiểu về cái thế giới nghề nghiệp nào liên quan đến cái sở thích và khả năng của mình. Và cái thứ ba là các em sẽ tìm hiểu về, sau khi mà tìm hiểu về thế giới nghề nghiệp thì các em sẽ xây dựng các cái phương án nghề nghiệp phù hợp với cái năng lực hướng nghiệp của mình. Và một cái bước cuối cùng mà tôi cho là rất quan trọng, đó là sau khi các em hoàn tất cái chương trình giải mã số nghề nghiệp thì các em sẽ được các chuyên gia lập một cái kế hoạch nghề nghiệp. Như hồi nãy giờ thì hai thầy cô cũng đã có trao đổi một cái ý, đó là hiện nay khi nhắc đến những cái xu hướng chọn ngành, chọn nghề của các bạn học sinh thì đa phần các bạn thường hay chọn những cái ngành mà chúng ta thường hay gọi đó là những cái ngành thời thượng. Và đó, cụ thể hơn thì đối với những ngành về kỹ thuật công nghệ, cơ khí, điện điện tử thì thường lại không gây chú ý nhiều cho các bạn học sinh, bởi vì những lý do các bạn cho là nó không thời thượng hoặc là môi trường làm việc thì cũng sẽ là khó, rất là khó khăn, có nhiều cái áp lực. Tuy nhiên trong bối cảnh của thị trường lao động Việt Nam hiện nay có nhiều biến động khi chúng ta gia nhập, đặc biệt là gia nhập TPP và cộng đồng kinh tế ASEAN, chắc chắn là cơ hội việc làm cho những sinh viên ở những ngành này sẽ khá cao. Vậy thì đối với thầy Phước thì thầy có nhận xét gì về vấn đề này? Bên cạnh đó là trong quá trình hội nhập, nhà trường cũng đã trang bị cho sinh viên những gì để các em có phải chuẩn bị tốt, đáp ứng cho các nhu cầu của nhà tuyển dụng? Thời đại hôm nay chúng ta đang sống với là cái thời đại công nghệ thông tin nó phát triển rất là mạnh. Và công nghệ thông tin nó hỗ trợ hầu hết các lĩnh vực khác và đặc biệt trong giáo dục. Yeah. Là những cái ngành kỹ thuật hiện nay gần như là nó được sử dụng, đã được sử dụng được rất là nhiều cái phần mềm của máy tính, như là các phần mềm mô phỏng, các cái phần mềm thiết kế, các phần mềm vẽ kỹ thuật đều bằng máy hết. Cho nên là cái việc học các cái ngành kỹ thuật hiện nay đã trở thành dễ dàng và đơn giản hơn rất nhiều so với cái thời trước đây. Yeah. Mà cái điều này thì sinh viên là không biết do không được tư vấn hướng nghiệp. Cụ thể là trong năm 2014, trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã quyết định là làm lại tất cả các chương trình đào tạo của các cái ngành, của các cái khoa và theo cái hướng là ứng dụng và hội nhập. Thì trong cái chương trình mà chúng tôi đã xây dựng lại và áp dụng trong 2 năm vừa qua đó thì cái chương trình đào tạo nó có một số cái thay đổi rất là lớn. Thứ nhất là tăng cái thời lượng học thí nghiệm và thực hành của gần hầu hết tất cả các môn, đặc biệt là các môn cơ sở ngành
và các cái môn chuyên ngành. Và cái điều nữa quan trọng nữa là chương trình đào tạo của tất cả các cái ngành của các khoa đã được tăng cường về cái anh văn giao tiếp. Tại vì cái nhu cầu hội nhập thì yêu cầu sinh viên phải có cái khả năng giao tiếp tốt về anh văn. Và không chỉ là anh văn giao tiếp mà các cái khoa còn phải tăng cường các cái môn học về anh văn chuyên ngành. Là các cái khoa được khuyến khích là cho sinh viên đi thực tập hai đợt. Như nãy tôi có nói là thứ nhất là kiến tập giữa khóa và thực tập cuối khóa. Thì cái đợt kiến tập giữa khóa là sinh viên sẽ được đi đến các cái doanh nghiệp đúng cái ngành nghề đào tạo khoảng 2 tuần. Thì với 2 tuần kiến tập đó, kiến tập là em chỉ xem thôi. Tại vì em mới học 2 năm. 2 năm thì chưa có thể làm, nhưng em chỉ xem để em thấy được và em hiểu được về cái ngành nghề mình rõ ràng hơn để em làm tăng cái lòng đam mê nghề nghiệp của mình. Thì sau khi học gần xong chương trình thì em đã được đi thực tập cuối khóa từ 2 cho tới 3 tháng. Thì với cái thời gian 2-3 tháng thực tập tại các doanh nghiệp thì em sẽ có đủ cái kiến thức, đủ kỹ năng và cái kinh nghiệm mà tại các nhà máy đó sẽ làm cho mà em có thể hiểu rõ hơn về cái lý thuyết mình đã học. Vậy thì với hai cái giai đoạn mà đi đến các cái doanh nghiệp đó đó thì sinh viên sẽ có cái kỹ năng thật là tốt. Và với cái chương trình đào tạo theo kiểu mới là tăng cường cái thời lượng anh văn giao tiếp, anh văn chuyên ngành thì mấy em khi tốt nghiệp sẽ tự tin. Và cùng với những cái cơ hội mà trường tạo ra nhờ có trung tâm quan hệ doanh nghiệp, những cái ngày hội việc làm thì sinh viên hoàn toàn có thể tự tin để khi tuyển dụng sẽ được các cái cơ quan, các cái đơn vị tuyển dụng của trong nước cũng như quốc tế sẽ hài lòng và tuyển dụng các em vào những vị trí đúng ngành nghề. Dạ vâng. Và để tiếp tục tạo thêm nhiều cơ hội nghề nghiệp, cơ hội học tập cho các bạn trẻ, không biết là trong năm 2016 này thì về phía trường Đại học Nguyễn Tất Thành, phương thức tuyển sinh và phương án đào tạo của nhà trường sẽ như thế nào? Đây là câu hỏi chúng tôi xin dành cho cô Tuyết Nhung. Về cái phương thức tuyển sinh thì cũng giống như năm ngoái mà nó có hơi khác một chút. Là phương thức tuyển sinh thì sẽ tuyển sinh theo hai cái cách. Thứ nhất là xét tuyển và cái thứ hai là xét học bạ. Về cái việc xét học bạ thì năm nay không có xét riêng từng môn mà là xét chung cho ba cái môn của cái khối thi. Thí dụ các em thi khối A thì sẽ xét những cái môn là toán, lý, hóa. Và cứ ba cái môn đấy mà các em đạt được 15 điểm trở lên thì các em sẽ được xét tuyển vào học đại học. Còn 18 điểm trở lên thì xét được vào học đại học của các cái khối ngành sức khỏe. Về phương án đào tạo thì năm nay trường sẽ có là 6.670 chỉ tiêu. Trong đó có 5.000 chỉ tiêu dành cho đại học chính quy, 670 chỉ tiêu dành cho cao đẳng chính quy và còn lại 1.000 là dành cho cái đào tạo cho liên thông. Bên cạnh đó thì mặc dù nó là một cái chính sách mà nó nghiêng về mặt vật chất, nhưng thật sự ra cái ý nghĩa của nó thì là một cái món quà tinh thần. Cho nên là trong chương trình này xin được phép thay mặt cho ban lãnh đạo của nhà trường xin được thông tin đến các em học sinh như là để khích lệ các em sẽ cố gắng trong học tập. Và nếu như các em chọn trường Đại học Nguyễn Tất Thành để làm cái nơi đào tạo nghề cho mình thì cái chính sách của trường Đại học Nguyễn Tất Thành trong cái năm học 2016-2017 sắp tới đây thì các em nếu mà chọn trường đại học thì các em sẽ được hưởng một số các cái chính sách mà cũng rất là thú vị. Một lần nữa xin cảm ơn các thầy cô đã tham gia vào chương trình cùng với những cái thông tin rất là hữu ích liên quan đến hướng nghiệp và việc làm mà các thầy cô đã chia sẻ đến quý vị khán giả và đặc biệt là các bạn học sinh. Xin cảm ơn. Thưa quý vị và các bạn, hướng nghiệp là một công việc cần thiết để giúp cho các bạn trẻ có thể hoạch định được tương lai cho mình. Chúng ta tin tưởng rằng với những nỗ lực của những người làm công tác giáo dục cũng như là với khả năng ham tìm hiểu, học hỏi, nhạy bén của các bạn trẻ, các bạn sẽ ngày càng có thêm nhiều những cơ hội để tìm hiểu các thông tin ngành nghề của các trường đại học cao đẳng, những cơ hội việc làm, từ đó xây dựng và biến ước mơ của mình thành hiện thực. Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi chương trình Tham vấn chuyên gia được phát sóng vào lúc 14 giờ 40 phút Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9. Chúng tôi cũng xin cảm ơn Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã đồng hành cùng chương trình này. Còn bây giờ, xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.